Sau đây là kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 8. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 7, 5. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3536, 4304, 7824. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4574. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70828, 74359, 94685, 73710, 10604, 60340, 72101. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 89426, 78718. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 92246. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 06266. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 652444. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 652444.